Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Văn Quang đến Quán Nhiên này thì rõ ràng Văn Quang thấy được một điều thú vị đầu tiên, đó là các bạn chọn cái này để tổ chức một đêm nhạc kiện rất là hay, một không gian tuy là nhỏ nhưng mà rất ấm cúng, rất là đẹp, và có thể nói những cái tranh chúng ta thấy từ trường rất là nghệ thuật. Văn Quang rất vui khi mà lần đầu tiên bước vào cái nơi này. Xin cảm ơn các bạn đã chọn nơi này. Còn phần thứ hai thì có lẽ Văn Quang cũng xin thú thật là nghe các bạn hát mình cảm thấy mình khóc quá vì các bạn hát rất là hay. Nhưng mà thôi, cũng đã được giới thiệu, chàng MC Duyên Giác chúng ta đã cho lỡ giới thiệu rồi, mình cũng phải hát để xin các bạn cùng nghe là một cảm. Các khúc này xin được tặng những người nào đã có một lần chia tay trong đời, chia tay với những mối tình đẹp đẽ, những mối tình mang nhiều đau thương. Đó là ca khúc Như Một Lời Chia Tay. Nhưng hôm nay thì có lẽ là chúng ta nhớ lại, chúng ta đã chia tay anh Sơn lúc 15 năm rồi. Vâng, mời quý vị hãy nghe như thế. Thank you.
lên mà với đời chúc mừng cho tôi có những lần ngào ngạt cười nhưng chỉ là mơ thôi tình yêu nắng với mắt chiều hôm tình không xa nhưng không thật gần tình yêu đã hoàn nhiên chưa mong tình ngủ mơ sao ta buồn phiền tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại ngàn chỉ là cơn say đó là mong manh cuối trời như một lời chia tay đó là mong manh cuối trời như một lời chia tay.